chăm sóc người ta phải kỹ lắm cơ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ minh hành đại đức Phật tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 133. Ma vô chá phá rú sân canh chí, quốc ta phá tí quá đây vú tăng, đúc kha hí sa râm phá, phá tí đàn đá phú xoay vú tăng. Ma vô chá phá rú sân canh chí, quốc tăng quốc ta phá tí quá vú tăng, đúc kha hí sa râm phá, cá thà phá tí đàn đá phú xây vú tăng. Chớ động nói khác khổ lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược bản dịch của Hòa Châu. Người này cô lỗ cọc cằn, người kia trả miếng cũng ngần ấy thôi. Khổ thai phẫn hận trên đời, vết thương giao sinh, tiếng lời lại qua bản cổ thơ trước. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sức Rạng Đông. Sa thú cô nghe pháp, còn kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, pháp dẫn Đức Tăng, con kính đảnh lễ chư tôn đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Phật tính, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 133. Ma vô chá phá ru sằng cành chí, bút tà pá tí quá đầy du tăng, đúc khà hí xa rầm tí đã phu sa đầy du tăng. Ma vô chá ru sằng cành chí, bút pá tí quá đầy du tăng, đúc khà hí xa rầm phá ca thà pá tí đành đá rú tăng. Mà vô cha phá rú sằng cành chí, vú tà ba tí quá đầy du tăng, đúc khả hí xà rầm phá khá thà ba tí đá rú xầy du tăng. Chớ nói lời ác độc, ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chặn người, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma vô chá phá ru sằng cành chí, vú tà ba tí quá đầy hiếu tăng, đúc khà hí xa rầm phá cá thà ba tí đành đá phú xây du tăng. Người này thô lỗ cằn, người kia miếng cũng ngần ấy thôi. Khổ thai phẫn hận trên đời, vết thương giao xé, tiếng lời lại qua. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh Phật tính cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Trần Đông thì từ mẫn cho biểu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 133. Ma vô cha pha ru sang căng chi, bút ta ba ti qua đây du tăng, đục kha hi sa ram ba ca tha ba ti đăng đa xây vô tăng. Ma vô cha pha ru sang căng chi, bụt ta ba ti qua đây vô tăng, đục ca hi sa ram ba ca tha ba
chi đăng đa xây vô tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma vô cha pha ru sang thang chi bụt ta ba ti qua đầy vô đục khá hi sa râm ba ca tha ba đa xây vô tăng. Người này thô lỗ cọc cằn, người kia trả miếng cũng ngần ấy thôi. Khổ thai phẫn hận trên đời, vết thương giao xé, tiếng lời lại qua. Đó là câu thơ của Hòa Thượng Đức. Và con đã kể xong, con xin gửi mít lời cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Thầy Giả, Nam Mô Thầy Mô Sang Khai. Con kinh lễ Đức Chư Phật, kể Đức Giáo Pháp. Kinh lãnh lễ Đức Chư Tăng. Con kinh lãnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính, Cô Tu Nữ Thâm Nói Cho Ri, Cô Tu Nữ Tuệ Chuyên. Dạ, mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả tài câu pháp cú số 133. Ma vô chấp pha vô sằng cành chí vút tà ba tí quá đầy dư tầng đúc khà khi xà rằm phát cáp hà ba tí đành đá phú xây dư tầng. Ma vô chấp pha vô sằng cành chí vút tà ba tí quá đầy dư tầng đúc khà khi xà rằm phát cáp hà ba tí đành đá phú xây dư tầng. Ma vô cha pa ru sang can chi bu ta pa ti qua đây du tăng du kha y sa ram pa ca tha pa ti đan đa phu say du tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, hai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ma vô cha pha ru sang cam chi vô ta ba ti quá đầy du tầng đun kha hi sa ram pa ca tha ba ti đan đa phu say du tầng. Ma vô cha pha ru sang cam chi vô ta ba ti quá đầy du tầng đun kha hi sa ram pa ca tha ba ti đan đa phu say du tầng. Người này thô lỗ cọc cằn, người kia trả miếng cũng gần ấy thôi. Khổ thay phẫn hận trên đời, vết thương giao xé, tiếng lời lại qua. Khổ thơ của tác giả mình đã trả lại xong, kính dân mít lại đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật và Chư Tăng. Kính đảnh lễ đến Trường Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ tiếp tục ôn lại bài kệ phố 133 từng vừa rồi chúng ta đã học. Ma vô cha pha ru sang kinh chi quốc ba tí quá đầy du tăng đục kha hi sa rầm pha ca tha ba tí đan đa phu say du tăng. Ma vô cha pha ru sang kinh chi quốc ta ba tí quá đầy du tăng
Đục khai xa gầm pha ca tha ba chi đàn đá vu say vu tăng vu cha pha ru sang kinh tiếng quá đầy vu tăng Đục khai xa gầm pha ca tha ba chi đàn đá vu say vu tăng chớ nói lời độc ác, nói ác bị nói lại, khổ thay, lời phẫn nộ, đau trường phản chạm người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ tiếp theo xin mời vị nào ở trước máy mà chúng ta chưa có kể, thì mời quý vị lên kể. Nhà cô chú Phan Quang Liêm, không biết năm nay cô chú Phan Quang Liêm có về dự lễ hay không? Nhưng mà về, nếu mà có về nhớ sắp xếp đến chùa Vũ Đức diễn lễ nha. Mấy vị mua vé đi về mà sao mà ráng sao mà nhớ ngày chùa Vũ Đức mấy vị. Dạ, bây giờ thì Phật tử bữa đó sư làm lễ ở chùa Kỳ Viên Bác Hoa Đá Na xong rồi sư sẽ đi chung với Thượng Tọa Tâm Lượng ra ngoài đó sớm, nhà ra ngoài đó chắc trong giấc phi dạ. Dạ đúng xa thú cô chú Phan Quang Liêm dạ. Năm nay Phật tử như Quỳnh không có dành để dân y của Đức rồi là buồn ghê. Dạ bây giờ xin mời Phật tử Nhật Quỳnh nha. Dạ sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính. Dạ nam mô Bụt Tha. Dạ dạ cảm ơn Xích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Xích Tư Mẫn có cầm mic được không? Xích Tư Mẫn. Dạ Nhật nãy giờ Nhật Quỳnh mời mấy vị không thấy nhúc nhích, chú Khá cầm mic được không? Chú Khá cầm mic được không? Từ Mẫn cầm mic được không? Cho Quỳnh một tín hiệu đi để Nhật Quỳnh khóa sổ đó. Rồi mời chú Khá nha. Alo. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh có giảm đông cho con nghe tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính lễ lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lễ lễ thường tọa minh hạnh đại đức pháp thính cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và quý thứ Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 133. Chắp phúc du sang chí chắp phúc du sang căn chí phúc ta bát ti quan đầy du tăng đúc kha hi sa san bát cát ha bát tị đàn đa phu sầy giúp tăng vô chắc pháp giúp sàng cần chí tà bát tị qua đầy giúp tăng tục khà xa dần pháp cát thà bát tị đàn đa phu sầy giúp tăng. Mà gồ cha pha du sang căn chi thu ta phát qua đầy du tăng đúc
kha hi sa dham pháp các tham pati đàn đáp phu xây dũ ẩm. Chớ nói lời ác độc, nói ác, nói nạn, khổ thay lời phân nổ, đau trượt, phản trạng ngược, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con thành lễ tọa thợ quyền mới quan tâm đạo tràng. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống với con kính mời cô nhập lên mít ạ. Nam mô Bụt Thầy đã. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Đức Kha, anh Đức Kha. Và dạ, cảm ơn Dịch Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai giá. Và dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Thường Tọa Tệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, còn một phút con xin được trả bài một lần thôi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Ma vô cha pha ru sang can chi bút ta bát ti bát đầy yu tăng đực kha hi sa râm phát ca tha bát ti bát yu tăng. Nói lời ác độc, nói ác bị đợi, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Và đây là bản chủ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ma vô pha ru, ma vô Ô cha pha rù sang can chi bút ta ba ti và đại du đăng đục kha hi sa rầm pha ca tha ba ti đan đa phụ say du tăng. Người này thô lỗ cọc cằn, người kia trả miếng cũng ngần ngại thôi, khổ thai hận hận trên đời, vết thương giao xé tiếc lời lại qua. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 133. Nhật Bình kính cảm ơn Sú Khá, anh Đức Khá, cô Ái Minh, Sích Trần Đạo, Sích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú số 134. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Pháp Tính và Thượng Tọa Tề Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng nhân trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ anh chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lỡ đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có thì thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, mầm trăng thối không mòn, những điều lợi còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài pháp nói đàn, chúng sanh ngồi khắp chốn mới mê cầu, trí tri về an toàn. Dạ, đạo tràng chúng con xin thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính
đảnh lễ cung thỉnh đại đức tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 134. Dạ sa thú Quỳnh kính cảm ơn sư Trạng Tông đã cho bài học. Con kính nhân mít đến Quỳnh kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Sa thú lành thai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và cảm ơn quý vị đã cho biết được tin rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô ứng cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới. Như thường lệ chúng ta sẽ đọc qua ba la mẹ vào phần thức nghĩa từ vựng. Sacce neresit attanang. Sacce neresit attanang. Sacce neresit attanang. Kanso ubhato yatha. Kanso ubhato yatha. Kanso ubhato yatha. E sa bát tô si níp bà năng. E sa bát tô si níp bà năng. E sa bát tô si níp bà năng. Sa râm phù tê na huyết chá tí. Sa râm phù tê na huyết chá tí. Sa râm phù tê na huyết chá tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này bắt đầu một cái cạn từ sa chê. Sá chê có nghĩa là nếu. Sá chê có nghĩa là nếu. Kế tiếp thì chúng ta có một cái cụm từ nê rê xí. Ngay chỗ này thì chúng ta phải tách ra. Có nghĩa là ná cộng với ê rê xí. Á mà ê thì nó sẽ mất đi chữ á, nguyên âm á. Thành ra chúng ta thành nê rê xí. Ná có nghĩa là không. Eresi, đây là một cái động từ. Eresi cũng là dao động. Dao động. Ná có nghĩa là không. Eresi có nghĩa là dao động. Attanang, Attanang có nghĩa là mình hay là tự ngã. Attanang, mình hay là tự ngã. Căn sô đây là một cái danh từ nam tánh, căn sát, do được chia theo chủ cách, số ít thành ra trở thành căn sô. Căn sô có nghĩa là cái chuông. Căn sô có nghĩa là cái chuông. Ubhato, ubhato có nghĩa là bị bể. Ubhato có nghĩa là bị bể. Vì bể Ubhato. Giá tha. Giá tha là ví như. Giá tha có nghĩa là ví như. Giá tha ví như. Ê xá. Ê xá có nghĩa là người ấy. Nó xuất phát từ đại từ ê tá, đại từ nam tánh, được chia theo chủ cách số ít, nó trở thành ê xá. Ê xá người ấy. Ê xá là người ấy. Bát tô. Bát tô có nghĩa là đã đạt đến hay là đã chứng đắc. Bát tô đã đạt đến hay là đã chứng đắc. Á xí. Á xí. Á xí có nghĩa là thì, trở thành hay là là. Là thì trở thành. Giống như là tu bi. Acid. Bato. Bato là có dấu giãn lược, có nghĩa là dấu phẩy. Xí có nghĩa là bato cộng với acid. Dạ.
Dạ đúng rồi, là xà thú. Niết bàn năng, niết bàn năng danh từ quá quen thuộc. Niết bàn, niết bàn năng, niết bàn. Sarampo, sarampo có nghĩa là phẫn nộ, sân hận. Sarampo, phẫn nộ, sân hận, xuất phát từ danh từ nam tánh sarampa, do được chia theo chủ các số ít thành ra trở thành sarampo, phẫn nộ, sân hận. T, T có nghĩa là bạn, bạn. Cuối và kế nữa chúng ta có một cái bất biến từ ná, có nghĩa là không. Ná có nghĩa là không. Biết chết tiết, tìm thấy, tìm thấy. Rồi vậy thì chúng bước qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Giải Minh rất nhiều. Sa chê nê rê si ác ta năng ca sô u bác hát tô yá tha ê sá bác tô si níp ba năng sa râm phô tê náp quýt chá tí. Có nghĩa là nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng níp bàn, người không còn phẫn nộ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, rồi kính chào chúng trong rung. Con cũng xin được thay mặt hội chúng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyên từ bi quan hệ duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Quốc Kinh số 134 này. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyên. Dạ con, dạ con nha, tín hiệu của Thượng Tọa Tây Quyền rồi. Bây giờ một lần nữa con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? À? Dạ cảm ơn cô Ánh Minh, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng ta kính lễ đến Thượng Tọa Minh Đức Phật, đến cùng Chư Tăng. Kính chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawantang Abhikkhave Nissara Thato Phakkawata Dhammo Dhammang Namah Sang Nissubhattipanno Phakkato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán ơn Đức Tam Bảo là bậc Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện cầu quy lực tâm hồi đỉnh tung Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Chúng đệ quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay có pháp cú chúng ta đã học tới 134. Dạy rằng là sách chê nê rê sĩ ách ta năng cầm sô ú pa hát tô dạ tha ê sá bát tô sĩ nít pa năng sa râm hô tê nê quý chạc tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng nít pa không còn phẫn nộ. Duyên sự và ý nghĩa câu kinh Pháp Cú này nó cũng tựa nơi câu kinh Pháp Cú 133. Nó có cái liền kề thì như chúng ta đã nghe các vị Pháp Sư đã giảng dạy câu Pháp Cú số duyên sự 33 rồi. Tôi chỉ nhắc sơ lại cái duyên sự đó. Thì kính thưa quý vị, đối với cái vị trưởng lão gọi là Quân Đát Thà Nát, câu kệ này khi ở tại Kỳ Viên, khi mà vị này tu vào thì nhìn đi bất cứ nơi đâu thì luôn luôn có một cái dáng bóng phụ nữ đi theo. Rất đặc biệt không thấy, mỗi người khác thì đều thấy. Vào làng khất thực, dân chúng cũng dâng cho ngài một phần trước và sau đó phần thứ hai cho cô kia. Ngài không có thấy, cái chuyện rất là lạ như vậy. Và nói về câu chuyện quá khứ là thiên nữ hiện cái hình phụ nữ
thì thời Ca Diếp có hai vị tỳ kheo rất là thân nhau, đời huynh đệ như là anh em. Thời Phật, thời Phật rồi là đi khai vú từ năm này tháng nọ rất là xa. Các tỳ kheo gặp nhau vào những ngày Bố Tát, hai tỳ kheo thì đều đến dẫn đường để Bố Tát cùng một lượt. Thì có một thiên nữ của trời Đạo Lợi đó bỗng thấy hai vị này quá thân và có ý định là chia rẽ họ ra. Ý tưởng vừa khởi lên thì cô cũng vừa trong lòng thì nảy sinh ra như vậy. Thì hai vị đi vào phòng vệ sinh thì một cái thiên nữ liền hóa ra thành một thiên nữ và được đi vào bụi cây, rồi đi vào gần vệ sinh đó. Và lúc đi ra thì cô ta sửa lại tóc tai và cái áo của mình. Thì tách hai vị ra thì một vị kia đó thì đâu có biết cái gì, mà cũng xui cái là cái vị tiên nữ này mới đứng gần kề. Thì có một vị sư bạn thì đi ra trước đứng đó chờ, thì cái vị sư bạn mình bắt đầu đi ra thì tạm gọi tức là huynh đệ đi. Thì một vị huynh ra trước, cái một vị đệ ra trước thì huynh lại đi ra sau, thì lại thấy một cái bóng hình của một nữ nhân ở gần đó ra sửa soạn y áo và tóc tai này. Thì người đó đi tới mới bực bội mới nói rằng: này huynh đã phạm cái giới, bị giới nhầm. Cái phía đó giật mình, cái trời tôi đâu có làm cái việc đó. Thì tại sao mà có một cái cô có một vừa đi ra và sửa lại áo quần, ở trong đó chỉ có hai người, gần đó chỉ có hai người thôi. Rồi ông ta bị cái sư đệ này bỏ đi chỗ khác. Và đến giờ đến lúc Bố Tát á, thì trong giảng đường á, vị sư đệ nhất quyết không chịu làm Bồ Tát chung. Thì vị tiên nữ này biết rằng mình đã phạm một cái tội rất là nặng nề rồi, thì đành bèn sám hối. Và cô liền thú thật thưa các vị trưởng lão á, thật sự thì vị này không có phạm giới. Tôi làm như thế tôi chỉ muốn thử cái tấm lòng của hai vị thôi, xin các vị cứ Bồ Tát như thường lệ. Và vị tiên nữ đứng trên hư không và nói cho vị tỳ kheo này tin, thì bắt đầu mới chịu, nhưng không còn thân thiện nữa. Thì kính thưa quý vị, khi mạng chung thì hai trưởng đạo đi theo cái nghiệp riêng của mình, mà đặc biệt cái vị tiên nữ này đọa vào cái A Tỳ địa ngục, đã chịu cái thời gian hình phạt suốt cả hai thời của Đức Phật, thời hiện tại của ta sanh thành vị tỳ kheo và làm tròn cái bổn phận của mình. Và từ ngày đi tu luôn luôn có một nữ nhân đi theo, do đó có tên là Quân Đá Thà Ná. Thì cái câu chuyện quá khứ đã hết như vậy rồi, thì các thầy tỳ kheo mới bảo, có một lần thì mới bảo với ông cấp cô độc rằng á, nếu vì ấy như vậy thì phải đuổi ra khỏi tịnh xá để mang tiếng trách. Nhưng trưởng giả bảo để Phật giải quyết, các tỳ kheo á không nên làm như vậy. Và kính thưa quý vị, ngay cả cái chuyện đến tay Đức Vua thì Đức Vua cũng thấy là lạ. Khi thầy đệ đặt bát thì thấy có một nữ nhân đi theo, thì cái Đức Vua mới thấy rất là lạ và kiểm tra lại, thì thấy vị này không có phải là chắc là do cái nghiệp duyên gì đó, chứ không có người nào đi theo. Thì mà tại sao đứng xa thì gặp cái hình bóng? Thì mới bạch đến Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới nói là cái nguyên nhân của cái kể là cái tiền thân như vậy. Và rồi các thầy tỳ kheo thì chửi rủa mắng nhiếc rất nhiều, nói rằng vị này coi như là y như nuôi gái vậy, là tu mà còn nuôi gái, dẫn gái đi theo vậy. Thì kính thưa quý vị, cái chuyện đó đúng là phải nói là tình ngang mà lý gián. Thì Đức Phật ngài mới châm bạch lên cái chuyện đó. Khi Đức Phật ngài thuộc lại câu chuyện quá khứ, thì bắt đầu ngài mới nói với các thầy tỳ kheo, các thầy tỳ kheo chính vì ác nghiệp mà ông ta
phải rơi vào cái cảnh ngộ đau buồn như thế này. Và các ngươi không nên có một thái độ sai lầm, cũng đừng có nói tới nói lui, đừng có trả treo, đừng có nói này nói nọ. Đối với một người là tu là tốt đẹp, tu đã đắc thánh rồi, thì như là cái mỏ nó bị bể hay là cái chuông nó đã bị bể, mà nãy chúng ta nói là cái chuông đó, cái chuông khi nó đã bể rồi, thì một người mà đạt đến niết bàn thì tâm tư nó sẽ được tốt đẹp, không còn bực bội khó chịu khi nghe những cái lời khó nghe. Và Đức Phật ngài mới đọc cái câu cuối số 133, ngài mới đọc rằng, ngài nói rằng là chớ nói lời độc ác, nói ác bị nói lại khổ thay người phẫn nộ, đau trượng phạt chạm người. Và câu số 133, tự mình yên lặng như quả chuông bể miệng, người đã chứng niết bàn sẽ không còn phẫn nộ. Ở trên cuộc đời này á, mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc, chúng ta thấy mắt tận thấy như vậy, như quý vị thấy ở trong cuộc đời này, chúng ta luôn luôn nhìn ngó bên ngoài chứ không nhìn ngó mình. Chứ thật là buồn cho vị này, từ tiền thân sở dĩ mà quý vị biết cái trọng tội ở trong đó, coi như là tại sao mà một trong những cái đại tội nó coi như là cái tội mà chia rẽ tăng á, nó rất là lớn. Bởi vì tăng đoàn gọi là tăng tức là sự hòa hợp, mà khi tăng hòa hợp á thì Phật pháp mới lớn mạnh, mà tăng không hòa hợp thì Phật pháp xem như đã là một phần mất mát. Nhưng quả thật cái tình huống như vậy thì không biết trách ai. Chúng tôi nhớ mà hỏng, cũng như chúng tôi cũng giảng cái câu pháp cú giống giống như thế này, là cũng tình ngay mà lý giác. Nếu mà như chân ở đó, đó mà đó, cái gì là sự thật cái đó là sự thật, mà cái gì không phải là sự thật cái đó vĩnh viễn nó sẽ là hư ngụy giả. Thì cũng như thế đó, trong cuộc đời này chớ có nhìn dư luận cho rằng mình làm hay là không làm, mãi tự nhìn là chính mình có làm hay là không làm. Và trong cuộc đời như chúng tôi đã thường nói, đường tử hồn này nó giữ ông tu đắc bà tu bà đắc. Bây giờ mình thấy như vậy là một chuyện, nhưng chúng ta tạo thành nhóm, tạo thành bè mà để chúng ta phê phán, để chúng ta ta thán, để chúng ta mắng nhiếc vân vân, thì chẳng những tự chúng ta đã tạo cái như lời Đức Phật đã nói, mà chính chúng ta phẫn nộ và gây cho người cái phẫn nộ, cái sự đau khổ. Ở trong cuộc đời này, chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quang. Chúng ta luôn luôn nhìn về bên ngoài và chúng ta không có thấy chính mình. Và chúng ta luôn luôn là một người phán xét và yêu cầu. Yêu cầu phải như thế này, phải như thế kia. Cái hành động của vị tiên nữ này tách rời hai vị đi ra nhằm để gây chia rẽ, chỉ một phút chốc như là thấy cái sự thân mật nó quá quá mạnh mẽ, quá quá tốt, quá mạnh liệt, và vị ấy chia rẽ ra một chút thôi mà chúng ta thấy nó oan nghiệt của tiền thân. Cho nên ở trong cuộc đời này mình đừng có khởi lên một cái sự suy nghĩ ác hay sự suy nghĩ xấu, và từ suy nghĩ xấu đó chúng ta mới nói ra cái lời xấu, hay chúng ta làm cái xấu. Và chúng ta làm như vậy thì chúng ta tạo một cái hậu quả nghiệp, tạo cái nghiệp quả cho đời sau rất là to lớn, nó rất là nguy hiểm, mà lẽ ra chúng ta không nên làm như vậy. Cho nên trong cuộc đời này đừng có cho rằng mình như thế nào cả, mà hãy luôn luôn tự kiểm điểm, tự suy xét, tự chiêm nghiệm lại chính cái con người của mình.
không nhìn bằng cái chủ quan, chứ không có bằng cái khách quan. Chúng ta luôn luôn nhìn bằng cái mắt thấy tai nghe, chứ chúng ta không nhìn bằng cái trí tuệ, không nhìn bằng một cái giá trị tuyệt đối. Vì tỳ kheo con đã tha ná này, con đã tha ná để chứng thánh, thì tâm ngài không còn cái sự rung động nữa, mà ngài chỉ biết đối diện với cái nghiệp của mình. Cũng như khi chúng ta bị người ta hàm quá, khi bị cho người ta đổ cái lỗi, mình cũng tập đi. Có những chuyện nói mà người ta không tin thì thôi nói đi làm, thì tự mình chiêm nghiệm này chính mình thôi. Mình biết đó là cái nghiệp của mình. Tại sao mà mình khổ quá? Tại sao mà vợ chồng, con cái, gia đình, sự nghiệp hay là cha mẹ, nói chung tất cả những giai tầng quan hệ trong xã hội này của chúng ta nó không được như ý. Chúng ta cứ ngồi cứ than trời trách đất, không có làm được cái gì. Hay chúng ta trách người, tại sao như thế này, trách như thế nọ. Chúng ta trách hoàn cảnh của cuộc đời, hoàn cảnh của xã hội, hoàn cảnh của đất nước. Chúng ta trách như thế này, trách như thế kia. Nó không bằng từ chúng ta. Thôi kệ, cái đó là chuyện của người. Mình không thể thay đổi được người, thì mình phải có thái độ thay đổi lại chính mình. Đây là chính là một cách, cũng là một cách để tu, một cách để hiểu biết. Chứ còn trong cuộc đời này chúng ta thấy một cái sự tình hiển hiện xảy ra trước mắt mà nó còn gây nên một cái oan kết, cái đau khổ như vậy. Biết bao nhiêu những cái đau khổ từ đời này sang đời kia của tất cả chúng sinh, biết bao nhiêu cái chuyện nhỏ mà nó ra to, biết bao nhiêu những cuộc sống từng mái ấm gia đình đổ vỡ đều do con người thấy không biết kiểm soát, và thế là đau khổ sẽ ồ ập tới gia đình đó. Không biết cảm thông, không biết hiểu thương xót chồng mình ngoại tình, vợ mình ngoại tình, chồng thiếu trách nhiệm, cha mẹ thiếu trách nhiệm, nói chung vân vân. Chỉ vì chỉ một phút chốc ham mê, chỉ một phút chốc quên đi trách nhiệm về bổn phận của chính mình, mà nó phá tan đi cái sự yên, làm mất mát, làm đau khổ, chia lìa sự vật mà ta thương, ta trân trọng, ta điều hết. Ở trong cuộc đời này chúng ta biết tất cả là do cái duyên. Khi cái duyên nó còn thì kéo sơn gắn bó, và tốt cùng. Và khi không còn cái thuận duyên nữa đó, thì nó một sự khủng khiếp. Và thường thường chúng tôi nói, cũng như là lúc đó đó, khi mà yêu thương đó, thì người ta xem nhau như là một Maria, một Quan Thế Âm Bồ Tát, tiên nữ giáng trần, thần tử, một anh hùng hero, thật sự là khủng khiếp. Để nghĩ rằng mình có thể nương tựa, để có thể che chở, để có thể giúp đỡ, để có thể vượt qua trong đời này với hai người. Nhưng điều đến khi hết duyên rồi thì nhìn vợ mình, nhìn chồng mình như là ác quỷ. Mà ác quỷ đầy quyền năng đến để hại mình, đau khổ cho cuộc đời mình. Nó như thế. Khi đã hết duyên,
sự thật ra. Ta không được thật sự đau khi mà nó buồn, đâu có phải quý vị còn ở quý vị hết nghe rồi hả? Chắc nghe hơi nhỏ phân để chúng tôi xích lại gần sự. Quý vị nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn Rạng Đông. Thì kính thưa quý vị, lẽ ra chúng ta phải biết sắp xếp, không phải là cái chuyện gia đình mà chuyện anh em, cái chuyện tổ chức, cái chuyện xã hội, từ trong là cái thầy trò cũng vậy. Không biết bao nhiêu nước mắt, cũng không bao nhiêu biết bao nhiêu là nỗi khổ của vị thầy, không biết bao nhiêu là cái sự hờn, cái sự hiểu lầm hiểu sai của các vị thầy với những người học trò và như đứa các vị, nó là vậy đó quý vị. Nếu như có trí tuệ một chút xíu đó, thì chúng ta luôn luôn chừa một chỗ, chừa một nơi, và đừng bao giờ để cạn tàu ra mấy, để không còn nhìn lại thấy nhau, để không còn nhìn nhau nữa. Đừng bao giờ ở xã hội người ta nó hạ đau phải lưu tình, ăn thì bậy được chứ nói đừng có nói quá bậy. Cái lời độc áo, cái lời nó ác độc sẽ bị nói lại, hoặc là chúng ta đã bị mang một cái khẩu nghiệp rất là lớn, đó là chính là cái lời ác. Có thể nói rằng vũ khí đạn dược, cái sức mạnh của ngựa, của voi, của quả lực, của những cái nó rất là mạnh và nó rất là nhanh, nhưng cũng không bằng cái lời nói ra khi cái lời nói ác, cái lời nói biếm nhã, cái lời nói để xem thường, để mạ lị người, tức là lời nói ác hay lời nói chia rẽ. Đây chính là cái lời nói chia rẽ, thì kính thưa quý vị, nó khủng khiếp lắm. Cho tất cả hai quả bom của Hiroshima Nagasaki rồi nó cũng sẽ bình yên trong đời sống của những con người Nhật Bản. Nhưng những vết thương lòng mà bị mạ lì, bị mắng nhiếc cho tất cả đời, nếu người ta không biết tu, người ta nghe một cái, nhớ lại một cái, ăn không ngon, ngủ không yên, khủng khiếp lắm quý vị. Chúng ta không có quyền xem thường, không có quyền mạ lị người khác là xấu, là dở, là nghèo, là tệ hại thế này thế kia. Chúng ta không có quyền được định đoạt như vậy, và chúng ta không có quyền mà để phân xử người ta. Tại sao như vậy? Bởi vì người ta cũng chả có đụng chạm mình cái chuyện gì, nhưng cái nhìn của mình là xem thường, cái nhìn của mình là phán xét, cái nhìn của mình lại là mình bươi móc. Mình đẹp hơn ai, mình giàu hơn ai, mình hiểu hơn ai. Cho nên mình biết điều phục lại, biết khiêm cung lại một chút xíu. Cuộc đời này
khi chúng ta gặp có nhiều người, người ta khâm nhẫn, người ta nhịn nhục mình, mình tưởng đâu mình là ông thần, ông thánh, tưởng đâu mình là hay, là giỏi. Rồi có người khác sẽ mắng nhiếc, sẽ nói mình, người khác sẽ ta xem. Chẳng qua là cái duyên nó thuận nó nghịch. Và chúng ta cũng đừng bao giờ có một cái tấm lòng, thứ nhất là ganh tị với người. Khi người ta được tốt, nếu không tùy hỷ, nếu không chúc mừng thì đừng có quan tâm. Chứ sự thật ra mình có ganh tị với họ cũng chẳng có làm gì họ, họ cũng chẳng có mất mát một cái gì cả. Mà chính tự mình mất mát. Mất mát cái gì? Là chính mình thua người ta, mình phải ganh tị. Thua về sắc diện, thua về tiền tài, thua về kiến thức, thua về địa vị. Là một người hiểu biết tu, nếu như chúng ta không quan hệ tùy hiện, chúng ta giữ cái tâm bình đẳng, và chúng ta biết họ hơn mình, do họ khéo tu hơn mình, do họ tạo cái việc lành tốt hơn mình, mình muốn bằng họ thì hãy đợi đấy. Chúng ta làm các công đức, chúng ta tạo các thiện sự để chúng ta so sánh bằng với người, thì đấy là một trạng thái tích cực, hơn là chúng ta ganh tị, rồi chúng ta gièm pha, rồi chúng ta gây chia rẽ, rồi chúng ta nói xấu người, rồi chúng ta nói xấu người, vâng. Thì như vậy rất là nguy hiểm, không có tốt đẹp. Cho nên là một người tu tập, là một người hiểu biết sẽ không làm như vậy. Bởi vì người ta biết lời nói ác, tâm tư khởi ác đã là một dòng niệm ác đã tạo nghiệp. Tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm, suy nghĩ bằng hành động ác thì chắc căng hoa hoa hà tô ba đăng như cái bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác hay làm bằng hành động thiện thì gia gia hoa hoa hà tô ba đăng thì như bóng không rời hình. Là như thế, chỉ một ý nghĩ khởi lên của một vị thiên nữ thấy cái sự đoàn kết thân thiết của hai vị tỳ kheo muốn gây chia rẽ thôi, quá hiện ra như vậy gây một cái sự mất mát, gây một cái sự tách ly cái tâm tư tình nghị vị này liền. Mà quả ác nghiệp đọa vào địa ngục hai thời kỳ của chư Phật, và đến khi thời Phật Thích Ca sanh lại, kính thưa quý vị, bị mang một cái nghiệp rất là lớn lao như vậy. Tuy cái duyên tu có đó, nhưng cũng không thoát khỏi, cũng không tránh khỏi. Cho nên trong cuộc đời này, chúng ta đừng bao giờ khởi lên cái tâm ganh tị, và đừng bao giờ khởi lên cái tâm xem thường bằng một cái lời nói. Dẫu cho người ta có tệ hại, chúng tôi nói người ta có bị hình luật hình sự gì đó, người ta bị bắt nhốt, người ta bị xã hội, bị cuộc đời bị hình luật, coi như là giáng tội người ta từng năm chung thân cho tới tử hình, hay là bị từng năm tháng của thời gian, thì chúng ta cũng được có cái người ta, cũng như chúng ta luôn luôn xem thường họ, là họ là người tù tội. Cho nên chúng ta không có muốn kết giao. Và chúng ta nhớ, nếu chúng ta không có cái tự tâm, không có cái bi tâm, không có hiểu biết, thì kính thưa quý vị, quả thật rất là tội nghiệp cho chính họ. Quý vị biết, chúng tôi nghe một bài hát mà nó rất là hay, bí nó để lại cho chính chúng ta.
là chúng ta cũng phải hiểu. Tôi quên ai viết cái bài nhạc đó rồi, nhưng điều mà ngựa hoang về tới bến sông rồi đã cởi bỏ ra những ưu phiền của chính mình, những người đời đâu có chấp nhận, làm cho ngựa hoang chết cục. Và ở đây trong cuộc đời này, cái sự tu tập đó là một cái giá trị gì đó quý vị. Chúng ta phải biết cái tâm tha thứ, với cái tâm cho qua, để thứ nhất không phải hại cho người. Chúng tôi đọc nhiều cái câu chuyện tâm sự của những tử tù, của những tội phạm, mà họ trải qua một cái quá trình họ muốn lại, quả thật rất khó cho chính họ muốn trở thành một người tốt. Mà khi tâm tư họ muốn trở thành tốt, nhưng chúng ta là cái nhân tác động xô đẩy họ tiếp tục rơi vào vực thẳm. Ngựa hoang về tới bến bơ, nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ đổi thay, nhưng đời làm cho ngựa hoang chết cùng. Tại sao như vậy? Nghe những cái bài nhạc đó, mình tự cảm trong lòng cái tính đức từ bi của Phật quá là to lớn. Như cả những người làm đau khổ mình, Phật cũng dạy đừng có gây đau khổ lại. Hãy đau khổ người lấy hận để trả cái hận thì không thể nào chấp nhận, mà không hận bỏ qua thì chúng ta sẽ tốt đẹp. Cho nên trong cuộc đời này cũng như thế đó quý vị. Người ta không có hay người ta đã ưm thì người ta cũng chả có hại cái gì mà ghê gớm đâu. Thì hãy cho người ta một cái nơi sống, cho người ta một chút xíu bằng cái ánh nhìn, bằng một cái từ tâm, bằng cái hành động của chính mình. Chính mình của mình, cái lời nói của mình, bằng cách phê phán, bằng cách buộc tội, bằng cách tức là phán cho người như thế này, dán cho họ như thế kia, bằng những trích trong cuộc đời họ thì rất là tội nghiệp. Ai cũng như ai, có những thiện ác nó liên tục xảy ra trong cuộc đời này, chứ không phải chúng ta giỏi chúng ta hay đâu. Vì chúng ta là chúng sinh phu thì phải còn tham, phải còn sân, phải còn si. Họ đang cầm dao giết người, giết rất nhiều người, nhưng chưa rằng mình hay hơn họ đâu. Nếu như cái ba la mật của chính họ đó nó mạnh hơn, họ giác ngộ sớm hơn chúng ta đó, đó là một. Và chưa chắc rằng tâm chúng ta lúc đó sẽ chúng ta làm hơn họ nữa kìa. Cho nên đừng bao giờ mà phê phán ta thắng người ta. Cái này hay lắm quý vị, nếu tự mình mà biết im lặng, nếu tự mình biết im lặng là biết tự cảm, tự hiểu. Và mình đủ cái nghị lực, mình đủ cái sáng suốt mạnh mẽ để đứng lên, để vượt qua, hơn là chúng ta phải chịu thua, hay là chúng ta đau khổ vì người. Chúng ta đến đây một mình, gặp gỡ duyên thuận duyên tốt thì tốt,
tốt với nhau. Còn nếu như không tốt thì thôi, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, chứ cũng đừng có cao người. Rồi chúng ta một mình đến đây, cũng một mình ra đi, không có vợ con, không có người thân đi cùng ta trong đoạn đường luân hồi, trong cái chết, trong cái sinh, trong cái chết. Tức là như vậy mà không thể nào mà đổi thay được. Cho nên dù đúng dù sai, dù thật dù giả, thời gian sẽ trả lời và hoàn cảnh sẽ nói lên tất cả. Phải chứng minh tôi là tốt, tôi là xấu, tôi bị xấu, nhưng bây giờ tôi tốt cũng không cần phải chứng minh. Và chúng ta nếu như có bị cuộc đời phán xét chúng ta như thế nào đó mà chúng ta vô tình ở trong chúng ta đã phạm phải, chúng ta đã làm phải, thì cũng tự mình cũng biết rằng là do chính mình không có khéo tu cho nên mình đau khổ như vậy. Chứ nếu như mình khéo tu thì mình không cần phải quan tâm, và nhờ như vậy chúng ta sẽ được tốt đẹp. Cho nên ở đây, kính thưa quý vị, câu kinh này Phật dạy cho ta phải biết yên lặng, phải biết tự nội tâm, nội quán rọi chiếu nơi tâm của mình. Nếu như mình không có thì đừng có quán, thì đừng có hận, đừng có phải đau khổ. Nó như là một chiếc mỏ sẽ không phát tiếng kêu nữa, tức là không, sẽ không đau buồn, sẽ không đau buồn. Xin nhắc lại câu pháp cũ mà chúng tôi đã nói, chứ có nhìn như cho rằng mình có làm, có nói, có suy nghĩ hay không xứng đúng sai tốt xấu gì, mà tự nhìn lại mình thật sự không có, thì chính chúng ta biết trời biết, đất biết, chư thần chư thiên biết. Đây là sự thật. Còn nếu như cái chúng ta giấu, nghĩ tốt đẹp à, mình biết giờ hãy tập đừng người mong không mắt mẹ, mình cũng nói không nói thôi là sai, thì thương cho cái đau khổ của chính họ, khởi lên từ tâm với chính họ. Tập kính họ, chúng ta ganh tị, chúng ta tật đố với họ thì cũng chả làm được gì trong kiếp chúng mình ác. Chúng ta cũng thưa toàn thể quý vị, xin có điều trình bày qua câu phúc cú 100 số 34. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn thì không còn phẫn nộ, không còn đau. Chứng niết bàn đây là thành tựu bổn đạo công quả, tức là đắc thánh. Nếu có điều gì sẽ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hệ cho, và xin chấp nhận thời gian thức nơi đây trước khi dứt lời kính dân Phật phục lành. Đức trời đệ thích từ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư thiên, dù quả nghiêm cũng như ở
đời của các vị như là các vị chân ký linh ở tháp Chủ Nhiên. Xin các vị hoan hỷ tùy hỷ cho tất cả chúng ta thời gian là như vậy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô A Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã giúp cú số 134 ngày hôm nay cho chúng con nghe rõ, để nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha ne pha ve ne sada sati pha quan tru te vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma ne pha ve ne sada sati pha quan tru te vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha ne pha ve ne sada sati pha quan tru te. Tất cả phước báo hằng có nên người, cầu xin chư thiên hộ trì nên người, do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo pháp, do nhà quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tâm báo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tính, đại đức Viên Thông cùng chư tôn đức đã vào minh chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Nguyện cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi học về, sẽ dùng pháp thi tiền bệ cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náo phước hằng hà xa. Chẳng luận trà ca trung hà quảnh thiền nạc tự công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp kiều ngư châu quận được phần an khương, chung sanh bốn loại thông sinh pháp tri ân chư đại.